Thưa quý vị, được mệnh danh là hiệp sĩ bóng đêm, bởi lẽ hơn 5 năm qua, chàng trai trẻ sinh năm 1997 này đã không ngại vất vả, đã chạy gần 1.000 chuyến xe cấp cứu miễn phí, kịp thời đưa người bị nạn vào bệnh viện. Và ít ai biết rằng, anh cũng chỉ là người lao động nghèo, có thu nhập không quá cao. Ban ngày thì anh cùng phụ ba mẹ của mình bán hàng ở chợ Thủ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Và đến tối thì anh lại lái xe rong ruổi khắp các tuyến đường để có thể phát hiện những trường hợp bị tai nạn giao thông để chở đi cấp cứu. Và trong chương trình Việt Nam Ngày Mới hôm nay, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với hiệp sĩ bóng đêm Lê Anh Tuấn ngay sau đây ạ. Chỉ với một lý do, vì lúc nhỏ mình cũng gặp tai nạn, có người giúp đỡ mình nên bây giờ mình cũng giúp lại người khác, mà Lê Anh Tuấn, sinh năm 1977 ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, trong 5 năm, từ năm 2018 đến năm 2022, đã tình nguyện chở gần 1.000 chuyến xe miễn phí, kịp thời đưa người bị nạn vào bệnh viện. Lúc trước mình cũng từng bị tai nạn giao thông á, cái mình được người khác giúp đỡ mình, người ta đi đường người ta giúp mình thấy nhiều khi mình nghĩ lại là mình sau này mình nghĩ là lớn lên mình cũng sẽ giúp lại một cái gì đó cho xã hội. Nếu như mình thấy nạn nhân nằm trên đường á, mình cảm thấy cái gì đó nó xót xa sao á, mình muốn làm cái gì đó cho nó vui và vừa cái thỏa mãn cái mơ của mình và cái được cái người nạn nhân được giúp đỡ nữa. Ban ngày Tuấn phụ ba mẹ bán hàng ở chợ Thủ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đến tối, anh lái xe rong ruổi khắp các đường phố. Khi phát hiện những trường hợp bị tai nạn giao thông, anh chở đi cấp cứu. Trong những năm qua, thì Lê Anh Tuấn là một tấm gương sáng của đoàn phường Phú Thọ trong các công cuộc thực hiện về các tình nguyện cộng đồng. Thì ngoài cái việc mà chạy xe cấp cứu miễn phí, thì hàng đêm thì Tuấn dành cái thời gian của mình, thay vì các bạn đi chơi thì Tuấn lại dành cái thời gian đó để chạy xe cấp cứu miễn phí để hỗ trợ cho những người bị tai nạn trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. Giúp người bị tai nạn giao thông vốn là việc mà nhiều người còn ngần ngại, thì với Lê Anh Tuấn là việc phải làm và nên làm. Nhiều lần Tuấn suýt bị hành hung vì người dân tưởng anh là người gây tai nạn. Hỗ trợ nhiều nạn nhân nên Tuấn dần dần có nhiều kinh nghiệm và có quy trình của mình. Xin chào quý vị, xin được giới thiệu với quý vị khách mời của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay, người được mệnh danh là hiệp sĩ bóng đêm. Xin được giới thiệu anh Lê Anh Tuấn ạ. Dạ, xin chào anh Tuấn ạ. Xin chào chị Khánh Hà và quý khán giả đang xem chương trình. Cơ duyên nào đã đưa anh đến với công việc lái xe cấp cứu để giúp người giữa đêm này ạ? Cái năm 2018 đó là em phát chương trình nước suối và hàng lạnh miễn phí với anh chị em trong nhóm. Thì em có một chiếc xe thì để tăng cường, dụ như là sơ cứu người bị tai nạn đi bệnh viện thôi. Thì không có nghĩ là mình sẽ làm cứu thương. Mà sau cái cơ duyên đó thì anh chị em trong nhóm và bạn bè biết thì anh chị đó đi ngoài đường gặp tai nạn giao thông mà nạn nhân không có ai đưa đi á. Cái mới liên hệ cho em, thì trong lúc em đang ở nhà thì em ra em hỗ trợ người dân. Thì từ cái chỗ đó có những trường hợp như là không có người nhà này kia thì họ không có ai chăm sóc á, là em phải đăng bài trên Facebook á, em tìm người nhà này kia. Sau đó thì cái Facebook em được mọi người biết đến, thì từ chỗ đó em có cơ duyên hỗ trợ cứu thương luôn, là em cứ để số điện thoại và thời gian cái khung giờ đó để cho người dân biết. Đến với công việc này thì thời gian đầu anh có những nỗi sợ gì? Sợ thứ nhất là người nạn nhân nguy hiểm, trong lúc nguy hiểm thì không có người nhà, rồi điện thoại họ thì khóa cài mật khẩu mình không thể liên lạc được người nhà luôn, rồi máu me mình cũng sợ lây bệnh này nữa, rồi mình mới trang bị một cái hộp bao tay tới, rồi sợ là người thân họ hiểu lầm, nên lúc đó em rất bình tĩnh. Có những trường hợp họ lao tới họ tính hành hung mình đó, thì lúc đó thì cũng có một số anh bảo vệ cho bệnh viện can ngăn lại. Thì lúc đó em mới giải thích với người nhà họ hiểu là người nhà họ bị tai nạn giao thông rồi em điên đi trên đường, hoặc là em gần nhà ở đó em ra em giúp hỗ trợ vậy thôi. Đã có những phản ứng như thế nào khi anh đến với công việc này ạ? Nói chung là lúc đầu là gia đình em rất là phản đối kịch liệt lắm, tại công việc em là full thời gian phụ giúp gia đình, mà nhiều khi những vụ tai nạn đó là đêm khuya thì ba mẹ em sợ là ra đường sẽ gặp nguy hiểm, kẻ xấu này kia, dàn cảnh này kia, sợ đủ thứ hết. Nhưng mà thời gian sau kiểu như là mình trấn an ba mẹ lại, rồi một phần nữa là mình đi kiểu như là ví dụ như đi là mình tranh thủ mình về nhà chứ không có đi la cà. Ví dụ như em đi trong vòng khoảng 30 phút, ví dụ đi về 30 phút là đi nhanh, còn nếu không có người nhà mình đang kiếm người nhà
mình đang hút, mình chờ người nhà lên bệnh viện thì khoảng 1 giờ đồng hồ là em về tới nhà. Vì tính chất công việc mà anh đang làm là lái xe cứu thương để giúp đỡ mọi người, chúng ta cũng biết là đặc thù của xe cứu thương thì nó khác với lại những phương tiện khác, vì nó phải có một cái khoảng để cho nạn nhân họ có thể nằm ở trên đó. Thì anh đã tính toán cái phương tiện như thế nào ạ? Thì lúc đầu là xe là mình lấy xe của gia đình, là xe chở rau là tải van á, gỡ ghế rồi hết thì mình chở đại thôi, tại vì xe nói chung là trong lực thì nói chung là người bị tai nạn cần đi cấp cứu là được ưu tiên. Thì từ chỗ đó em mới nghĩ là sẽ mọi người mà nạn nhân máu me thì tất nhiên là nghĩ là chắc các anh giao thông sẽ họ sẽ thông cảm thì mình chở, tại vì mạng người là trên hết, mình cứ nghĩ như vậy thôi. Rồi sau đó em cũng có trang bị lên để hoán cải cái xe lên. Rồi về sau nữa thì chiếc xe nó hơi trục trặc, sự cố hư hỏng thì em mới xin gia đình mua thêm một chiếc xe khác để trang bị lên những thiết bị ưu tiên, đèn còi nữa để nó đầy đủ dụng cụ để cứu người hơn, nó thuận tiện hơn. Và tất cả mọi chi phí đầu tư cho phương tiện cũng như là để đầu tư cho công việc này là từ tiền của gia đình mình hết? Dạ đúng rồi, tiền của gia đình mình sinh tới từ mình có, mình mua, mình tự mình mua, kinh tế tài chính tự của mình, không có vận động. Cái thời gian mà anh hoạt động mà dành cho công việc này thì như thế nào anh? Thời gian là mình cố định là 7 giờ tối đến 3 giờ sáng. Như vậy trong số gần 1.000 trường hợp mà anh đã giúp đỡ rồi, có trường hợp nào mà để cho anh phải suy nghĩ nhiều ạ? Dạ có một trường hợp nặng mình, nó ám ảnh mình đến bây giờ. Ví dụ như là nạn nhân bị ô tô chèn qua người mà không có ai mà dám lại gần. Thì lúc đó em ra thì cũng 1 giờ sáng, kiểu như là đường cũng vắng, em cũng run, thì cũng kêu người này người kia phụ giúp mình rồi hiên lên, mà trong người rất là sợ, run sợ nạn nhân mất người kia trên xe, rồi sợ phiền tới pháp luật này kia. Thì em cũng có quay clip để làm chứng này kia để khi mà người nhà họ đến hoặc là để cơ quan chức năng họ điều tra đó. Thì em có quay lại, rồi em bị ám ảnh cả tuần lễ, kiểu như là cứ mỗi lần ăn cơm là thấy máu, mỗi lần ăn cơm thấy máu bị ám ảnh. Khi mà tham gia công việc này thì mình gặp những khó khăn gì ạ? Bước đầu cũng gặp nhiều khó khăn, như là người dân không biết mình là ai, tự nhiên ở đâu tới rồi chở rồi bỏ lên xe, người ta sợ là kiểu như là mình giấu hiện trường hay là mình xóa hiện trường, hay là người nhà cứ gây tai nạn ra xóa hiện trường. Và sau này mình mới dán đầy can thông tin của mình lên xe, thì khi mình tới người dân biết thì họ mới hỗ trợ cho mình lên xe, đưa lên nhân lên xe. À, hiện tại thì em đang bị đau lưng đó, nên là khi lúc bưng bê nạn nhân nên là cũng hơi khó, nên phải nhờ đến mọi người xung quanh. Công việc hàng ngày của Lê Anh Tuấn cũng bình thường, đơn giản như bao người khác. Sáng đi lấy rau ở chợ đầu mối, sau đó mang về chợ Thủ Dầu Một bán cùng ba mẹ. Ban đầu thì không biết, nói chung là ở nhà không có biết nó đi. Rồi sau này biết ra thì cũng cản, sợ nó đi đêm hôm thấy như là sợ là nguy hiểm á. Sau này thấy nó làm việc cũng như có ý nghĩa, rồi mình cũng động viên cho con nó làm, nhưng mà cũng như báo chừng này khi biết là mình đi làm cho người ta giúp phụ, chứ để mình lỡ người ta tưởng mình gây tai nạn á, người ta quýnh rồi đường sao không? Để con có công cụ làm việc tốt hơn, ba mẹ Tuấn đã sắm riêng cho con chiếc xe 16 chỗ, mua lại từ người quen, rồi xin phép gắn đèn ưu tiên, phù hiệu chữ thập đỏ, băng ca cứu thương. Lúc đầu nó mới lấy bằng lái thì nó còn quá nhỏ, nó 2018 nó còn nhỏ, hình ra nó làm lén, nó tự làm lén, gia đình nó làm, sợ người ta nói, trong gia đình nói, hình ra nó làm lén được từ cái nó mới quen rồi mới mua xe riêng cho nó làm, thấy thôi về cái khả năng nó làm được nhiêu nó làm, cái tâm mà. Chứ cái tốt mình đâu có làm cái xấu đâu mà sợ. Với tấm lòng thiện nguyện của mình, năm 2020, Lê Anh Tuấn đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng, cùng nhiều bằng khen của các cấp, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Vậy thì mình dự định là mình sẽ làm công việc này đến khi nào ạ? Nói chung là mình cũng không dám nói trước, sợ là không biết lúc trước là, ý là thời gian tới là mình sẽ kinh phí mình như thế nào, rồi thời gian như thế nào, mà gọi gia đình nữa, sợ công việc nhiều, mình không hứa, nhưng mà mình sẽ trong lòng mình sẽ là cố gắng.
Ở thời điểm này mong muốn của anh là gì? Thời điểm này mà chỉ mong muốn là mọi người lưu thông cẩn thận này kia, với lại rượu bia hạn chế bớt. Tại vì đa số những vụ tai nạn em làm 10 ca thì hết 8 ca là có sử dụng rượu bia rồi. Cảm ơn anh Tuấn ngày hôm nay đã dành thời gian cho Việt Nam Ngày Mới. Và chúc anh sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe để mình tiếp tục công việc ý nghĩa này anh nha. Rồi, em cảm ơn chị Khánh Hà và quý khán giả đang xem chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi những thông tin tiếp theo trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Khánh Hà và anh Lê Anh Tuấn xin được gửi lời chào ạ.